uplift đó này, uplift. Rồi dứt. Má muốn ăn xong, muốn ăn thì phải ăn tô phở xong rồi mới. Nó bị nặng bụng à. Ờ, nặng thì mẹ lên nổi. Lên nổi, biết tôi biết không biết tôi lên nổi không nữa. Là đừng cái, là đừng cái mọi người. Lên nổi rồi, tôi là tôi đang nặng nề. Nặng nề, nặng chịu. Tôi đang nặng nề nè. Nổi nổi thêm cái nổi nữa không? Cái nó nổi không? Xui à. Chắc xui mẹ rồi. Rồi quá đấy. Là vô 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 vô. Đây lát. Lát như chồng tôi kể chuyện vui vô nghe, kể cái vụ mà ngày xưa đi học á, vui lắm. Ví dụ mà nắc các bạn á, nắc các bạn nhớ không? Với tôi với Tuấn với Lương Nhân á. Rác các bạn, rác kể vui. May là lúc đó còn nguyên. May là lúc đó còn nguyên. Đâu còn nguyên rồi chết mẹ. Lát nữa tâm lát nữa tâm sự mỏng. Lát nữa lại bigo tâm sự mỏng với mấy người ta được rồi. Nói không hết là nói à. Tím luôn à. Cái cứng nhẵn hơi tê. Rồi không cho tới tôi. Đó. Đau không? Rồi mà chà đít đi, chà quần đi. Chà quần ấy đi cho đỡ đau. Ghê không? Má này chơi chiêu mới luôn đó, gì phải đốt ghi gì nhìn nè. Pull up nè. Ghê không? Má châu bò. Má mang đi phở xong, má ăn tô phở xong mà còn châu đến vậy. Đây cái là hơi bị dơ lắm. Buông ra cái ít nằm hơi bị dơ. Nãy mới dính ba cái bụi rồi. Rồi để con cao lên xíu là tao làm chiêu kia. À. Like à? Like luôn à, má. Lúc đó còn nguyên không? Lúc đó bảy cái còn nguyên không ta? Hai quá. Nổi mà ông người ông nhẹ mà nổi chứ sao nổi. Được 5 cái nổi không ta? Được 5 cái không? Có cây chuối đồ. Ai nói vui rồi không có cây đồ dưới cây quá trời. Dưới cây chuối lên quá trời. Đồ cây chuối không? Cây chuối người ta để là tập vỏ không các bạn? Tập đấm vô cây chuối. À biết rồi. Để coi ông được mấy bao nhiêu giây nha. Coi ông được nhiêu giây. 1 3 đau nách quá hả? Được không? Nó sai đâu rồi. Coi cái từ từ lại nè. Đau cái xương bên này đúng không? Đau cái xương bên hông đúng không?
một hai ba tét nách rồi vô quay kia đi.